Xin chào tất cả mọi người, mình là Jun Vũ. Trong Gái Già Làm Trêu 3, Jun Vũ sẽ không vào vai gái già mà sẽ là một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, con dâu nhà người ta. Hy vọng mọi người sẽ ra rạp và ủng hộ, cũng như là đón chờ xem phim Gái Già Làm Trêu 3 cùng một vai diễn rất là mới của Jun Vũ trong vũ trụ Gái Già Làm Trêu. Cảm ơn mọi người.